pathau thomi va yatapa hachan nan thalam haray tapa pranga ka phan he thu pa bngo huen kỳ sơn de cảnh nghệ an ko pala li hi pya cha chalo prata nan nan li hi pi pranga ka chalo pla patai tang anna nan ho pala li hi phan ni mừng vom ong lo thân bình tỏ bác bán na phom hữu lập huyện kỳ sơn hô trệ tha ta ông bảy thâu là tánh nước ham mô ni ông pla tòa phản phát tài nên nánh tha rap băng hạt trả tìm mừng vom ong lo mừng doa trả ra lo say lo ngạp ra lấy hết vị trí nội chín tâm mơ tỷ mưng vôm nấn tha thun tỏa phận hồ chúp lúc bao tô tàn bằng tha thun tắp ba cuốn gia xoa ni lấy hết bí thông tờ nào rong y can thông thân nội chín nấn lấy hết thà rê tốt cốt đồng cuốn gia xoa lấy hết bí nấn tùm tờ nào rong y can ba ba nó lấy hết trẻ thà rê tốt cốt đồng cây dòa tạp ba nấn hạt trạng cho lô hạt say mừng góp phẩm chất lòn hữu lập phẩm chiêu lưu cho lô hô mô gọi gia xoa canh thi mong yếu vỡ hô ta làm phát tu mai tanh ta nực và gia chàng ta giáp dạ trác bị va chàng cọ cho lô canh thầm mạnh dạ này nấn kỳ lại canh thầm mạnh brot tạp ba hạt tẩy gia xoa nào tạp ba trước mắt thì đây cũng là một cái khó khăn pa anh nã nên nấn tha ta làm tổn bó căn thầm mạnh tỷ phẩm ca prap băng ô cho cả hô ca mỹ va ta làm phẩm tọ trình vũ tâm mư ngã băng cho cả bí trí tổn là tân nước phẩm ra đây chẳng cọ ra lô căn thầm mạnh hiện nay thì đang còn hơn 16 ha ruộng của xương thu và ruộng của lưu hoa rạ này tọ tháp luôn 5 hecta mô tỳ xuyên thủ thông lưu hòa ta nừng bà gia chàng ta giá thông bình nợ ô hô sam tra rạ này phòng chàng ô cha cà hô ca do nội chỉ ni bẹt prong ta nừng bà gia ta giá bẹt trá rạ này bà tài chàng nắn cha cà tâm mơ a thơ mình bló gia tôi tâm mơ ô hô mỹ và nắn mong dấu lấy phành chàng cọ ra lô căn thầm mạnh ca prá băng tui trà căn thì tụ hâm mô tân nước huyện kỳ sơn tại làm tòa cùn gia xoa về rầu bló bạo mưa ngọ nắn huyện phòng chợ lòng kỳ sơn hôm mơ bló hết ta phần hệ thô cọ ta giác trạ hai trạ bạc chiêu lưu hữu lập phà đánh bà tân nước cọ trần lớ nắn bắt tài căn thi mộng giữa hữu vợ